Lẩu kem, lẩu sô cô la có thể mọi người đã quá quen rồi, nhưng mà lẩu phô mai thì có thể sẽ làm nhiều người bất ngờ nha. Vậy thì giới thiệu tới mọi người lẩu phô mai phong đu, một món signature của đất nước Thụy Sĩ. Độ nổi tiếng của phong đu thì đã vượt ra khỏi biên giới của Thụy Sĩ để trở thành món ăn nổi tiếng khắp châu Âu cũng như là thế giới. Xuất hiện ở Thụy Sĩ từ những thế kỷ 18, phong đu về cơ bản là món lẩu tập hợp của rất nhiều loại phô mai, chủ yếu là từ emmental và guiye kết hợp với cả rượu vang và ăn cùng với bánh mì, thịt sông khói, rau củ, trái cây vân vân. Rất là tiện luôn khi mà mình mua phong đu thì cửa hàng An Nam cũng cho mình thuê luôn bộ nồi nấu phong đu chuyên dụng. Này. gói phong đu mình mua thì là dạng ăn liền, chỉ cần cho vào nồi đun nóng là xong. Cái hay của phong đu là phô mai luôn luôn được đun nóng chảy trong nồi. Ăn kèm thì mình có bông cải xanh hấp, không thể nào thiếu bánh mì nướng giòn, salami, xúc xích và cả ớt chuông nữa. Và khi ăn thì sẽ sử dụng những chiếc nĩa dài, nhúng đồ ăn vào phô mai và thưởng thức. Thực sự thì chấm bánh mì vẫn là hợp nhất mọi người ạ. Độ ngậy béo pha chút vị của rượu vang, hơi mặn nhẹ của phô mai kết hợp với độ giòn thơm của bánh mì nhức cái nách luôn nha. Mỗi tội là giá hơi chát một xíu, gần 500k cho một cái túi phong đu đấy